Cô rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh. Nghe đồn mới bị chê là giới thiệu chuyện gì mà có thằng em một làm hoài phải không? Đâu, làm thử cái khác coi. Giờ giả con chó ở trong chuyện đi, rồi giới thiệu thử coi sao. Làm đi! Dạ, con xin chào mọi người. Con là con mực công công. Con là con chó nhà của bà chủ Lê Nguyệt. Bữa nay bà chủ Lê Nguyệt giết về con. Nay con xin giới thiệu chuyện cho cô chú anh chị nghe. Chuyện được mang tên là Công Công Mực Mập. Tác giả bà chủ của con Lê Nguyệt. Xin mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe. Được chưa? Mực mập nằm sắp trước thềm ba nhà, đầu ảnh gối lên hai chân trước, hai chân sau duỗi thẳng, chán ngán nhìn sụ bốn mắt mà ông chủ nhà hãnh diện gọi nó là Sù Tướng Quân. Trời ơi, nỡ lòng nào ông ấy âu yếm gọi Sù Tướng Quân, còn cười cợt gọi ảnh là Công Công Mực Mập đành đoạn vậy chứ. Vì ai mà ảnh trở thành Công Công? Trước khi là Công Công thì ảnh cũng là một đại tướng lừng lẫy ở xóm này. Mấy chị chó em chó thấy ảnh là chạy ồ ra đeo dính lấy. Anh cao bự, dáng oai vệ, bước từng bước vững chắc. Trai chó trong xóm ghét ảnh, nhưng chẳng đứa nào dám làm gì. Chỉ cần ảnh gừ lên một tiếng là bọn chúng xếp ve. Chó con khu vực này, dù cho mẹ nó có lông màu gì, thì thế nào cũng có vài con đen thùi lùi như màu lông của ảnh. Nhìn là biết giống ảnh gieo chứ đâu. Bởi vậy, ảnh bị mời mọc đi suốt. Ngày ba bữa tới giờ cơm mới về. Ông bà chủ vốn cưng ảnh, nhưng vì ảnh đi quá, nên sợ người ta bắt mần thịt, mà cái xóm này chó mèo sơ sẩy là chúng chộp liền. Vậy là mất tích không để lại dấu vết, cho nên ông chủ chơi ác, lấy đồng dây thun cột hai tinh hoàn của ảnh lại. Ta nói đâu thấu trời thấu đất, ảnh cắn, ảnh gì cũng không si nhê, đành chịu phép. Sau một tuần chịu đau đớn muốn qua đời, thì hai cục tinh hoàn của ảnh rụng xuống, thúi ình. Ảnh nhẹ nhàng con người, nhưng cũng thấy mình khác lắm. Từ ngày đó, ảnh nhìn mấy chị em nhà chó bằng cặp mắt dửng dưng. Tụi nó không biết, cứ chạy tới kiếm ảnh để gợi tình. Nhưng sao lạ lùng quá, nhìn thấy đứa nào, ảnh cũng muốn lánh xa. Thôi, ảnh biết rồi, thì ra mình đã bị thiến rồi. Râu, ông chủ ơi, ông chơi gì mà ác dữ vậy? Phận làm chó tôi chỉ có chút niềm vui đó thôi. Ông nỡ nào dập tắt ngọn lửa tình dục trong thân chó của tôi vậy chứ? Rồi bọn chúng đồn nhau, xóm này nhà nào cũng nuôi vài con chó, cho nên đông đúc dữ thần mà chớ có con chó cái nào tìm tới ảnh. Mấy thằng chó được dồn ảnh nghênh ngang. Nếu là lúc trước, thái độ khi dễ như vậy, đủ để ảnh quầm cho mỗi đứa một phát rồi. Nhưng bây giờ ảnh làm biến, chỉ muốn nằm bó gối trước thềm nhà coi cái sự đời mà thôi. Bởi vậy cả ngày ảnh chỉ biết ăn rồi ngủ nên mập tù lu. Không riêng gì ông bà chủ mà cả xóm đều gọi ảnh là mực mập, có người còn thêm hai tiếng công công vô. Ban đầu ảnh ghét ai kêu mình công công lắm, nhưng dần dà rồi cũng quen. Kệ bà nó, muốn kêu gì thì kêu. Thằng Sù bốn mát về sau ảnh 2 năm, hồi ông chủ bồng nó vô nhà, nó nhỏ xíu, uống nu uống nần, thấy cưng dữ lắm. Nó cũng đen thui, nhưng không có đen rạng như mực mập. Bốn cái chân nó trắng trắng, cần cổ có khoang trắng ngà ngà bọc chung quanh. Nhất là hai con mắt nó, phía trên mắt lại có hai cái đốm trắng, chỗ nào trên mình nó cũng được viền lông trắng, dồn thấy ghét lắm. Vậy mà ai lợi chơi cũng nói, nó là con chó bốn mát, có thể nhìn thấy ma.
Ta nói ông chủ cưng ôi thôi luôn, mà nó cũng nịnh bà cố, đeo ổng suốt. Ổng đi đâu, nó cũng loáng quáng theo sau đít. Ổng nằm võng, nó phóng lên mình nằm chung. Hồi ảnh còn nhỏ, ổng cũng cưng ảnh lắm. Nhưng cái vụ leo lên mình ngồi chồm hổm thì không có. Ảnh đâu dám phạm thượng khi quân như cái thằng mắc dịch này. Cơ duyên mà hai đứa nó về cái nhà này cũng khác nhau. Hồi đó, nhà ông bà chủ nuôi chó cứ bị chết hoài. Ông chủ buồn không muốn nuôi nữa, nói mình hết duyên với chó rồi. Ông bà có ba cô con gái, cô hai và cô út cũng mê chó lắm. Chỉ có cô ba là bàng quang, cho ăn chứ không nựng nịu gì. Thay ba mẹ buồn vì nhà không có con chó nào, mà bạn út chó mẹ mới sanh ra bốn con chó con. Hai con màu lông đen tuyền, không pha thêm màu gì. Út thích lắm, xin một con ôm về cho ba mẹ, gọi nó là Lulu. Nhưng khi út đi làm rồi, thì ông bà kêu nó là Mực, vậy là chết danh thằng nhỏ luôn. Cô út cưng Mực lắm, về tới là ôm nó trong tay. Mực biết mình được cưng, nên ổng ẹo với út lắm. Hồi đó mình nó có rận bù chét ngang, con út mới mua chai thuốc diệt bù chét mắc tiền lắm, sức cho nó. Nó gãi như điên hết mấy bữa, sau đó sạch con, mình không còn con rận bù chét gì hết. Vì vậy nên nó thích cô út mê, về tới là đeo dính lấy. Hai năm sau, khi Mực Mập Oai Phong trở thành công công rồi, thì ông mới xin thằng Sù bốn mắt về. Sù đẹp hơn Mực nhờ vào mấy đường viền trắng trên mình nó. Tuy vậy, Út cũng cưng Mực hơn, biết ba mình thiến con Mực rồi, cổ buồn dữ thần. Chính vì vậy mà cổ không thương con Sù bằng con Mực. Rồi cổ nghe mẹ kể cái nết xấu của Sù, nghe càng phát ghét. Vậy nà, khi nó bự bự một chút thì sanh ra đủ thứ tật. Mèn ơi, gặp ai á là chết bà với họ rồi. Vậy mà ổng cưng, bà chủ thì chửi nó suốt, mà nó cũng dễ chịu lắm. Nó ăn riêng với anh Mực nghen, ảnh tô, nó ăn tô. Nó lùng tủng thấp tè, chui qua bụng ảnh cũng được. Vậy mà bày đặt kén ăn, đặc biệt là nó không chịu ăn cơm. Trộn cá thịt vô tô, ảnh lựa cá thịt ăn ráo, còn cơm chừa lại y nguyên. Mới đầu thấy tiếc của, ảnh cũng ráng ăn giùm cho nó. Nhưng lâu dần, nó được nước làm tới, lựa thịt cá ăn, chừa cơm ảnh ăn muốn ứ hự. Mà hễ ổng bá quăng xương heo ra là nó gặm chải mất mẹ, một hồi mới dìa. Bà chủ xì xịt nó. Bộ mày bị tiểu đường hay sao mà cứ tin bột vậy Sù? Nó trắm trớ trắm trớt. Còn cái vụ này mới thấy ghét dữ nè. Nó có cái bệnh dồn miệng. Ổng bá ăn gì á, nó cũng đứng sát rạc một bên đặng dồn miệng. Lần nào cũng được ăn. Nghĩ coi, hồi đó lâu lâu á, ảnh cũng ăn da ua. Bà chủ đang ăn, cái ngoắt ảnh lại cho nửa hũ. Sữa tươi cũng rót ra chén cho ảnh. Còn giờ á, nó thì khỏi nói. Ông chủ mới cầm hũ da ua lên là nó lợi đứng dồn trân trân, rồi nịnh mới ghét nữa. Nó liếm liếm chân ổng, ổng bèn đưa nguyên hũ cho nó ăn. Sù vừa ăn, vừa đưa mắt liếc liếc ảnh như ghẹo ghen. Ức sức mà không có ổng bả ở đó là thế nào cũng quặp cho nó một cái mới đã nư của ảnh. Hễ nó dồn miệng lâu mà chưa được đáp ứng thì nước giải trong miệng nó ứa ra, dồn thấy gớm. Chưa hết đâu, chó gì mà kỳ cục. Ổng ăn bánh ngọt cắn nửa cái đưa nó tém luôn. Nó ăn bánh ngọt lèm lẹm mới ghê chứ. Bà chủ sỉ sỉ vô trán nó nói. Mày cốt gì chứ không phải cốt chó. Chó gì không ăn cơm mà ăn bánh ngọt. Mứt cũng ăn à. Mứt bi đao, mứt me, bánh sô-cô-la, bánh xốp, bánh bí gì cũng tém vô miệng. Chịu đời mày nói không? Còn cái vụ này mới ứa gan nè. Nó không có ăn đồ ăn qua đêm. Thấy ghét ghê chưa? Bà chủ mua mấy con cá biển về kho y chang như cá mồi, trộn vô cơm cho hai đứa ăn. Ảnh lớn rồi, biết chuyện nên đâu ăn giữa chừng bỏ mớ được. Phải ráng ăn cho hết. Còn thằng quỷ sống kia, nó tém hết cá rồi bỏ cơm mà đi. Ảnh không thèm đụng tới, vậy là bà phải đem cho gà ăn. Đã hết đâu, sáng nó ăn, chiều nó ăn, nhưng nếu còn lại bữa sau thì thôi miễn đi. Mực mập ảnh ăn chết mẹ à. Tưởng là cá nên ảnh chê. Ông chủ mua thịt bò dụng về ướp xào lên, thơm nức mũi, trộn cơm ăn đã một cái. Vậy mà nó rinh hết mấy cục thịt,
nhất định không ăn tí xíu cơm nào. Qua hôm sau thì thịt bò chỉ còn một mình ảnh ăn, nó ăn thứ khác. Trời ơi, ảnh thèm quặp nó một cái ghê nơi. Cái nết của nó cũng dị hợm, hễ ai tới nhẹ mà là đàn ông thì nó sủa sùm trời đất, sủa tới khi nào bà chủ la rồi rượt đuổi mới chịu im. Sau đó nó kệ con người ta mần gì mần. Còn đàn bà con gái và con nít thì nó chồm hôn lên người của họ, nó ôm cứng còng gỡ hổng ra luôn. Con nít khóc trời ơi đất hỡi, mà làm như càng khóc nó càng hang máu chó hay gì á, đeo theo dẫn miết cho tới khi họ về. Ông bà chủ đi ra dòng vô nhà thôi mà nó làm như 8 năm không gặp, chồm lên quầu quấu, liếm tới liếm lui, ảnh dòm mà mắt ghét. Nịnh sao á mà nịnh quá trời. Rồi nó càng ngày càng lớn, không ăn một hộp cơm mà mập tù lu, bự con phát ớn. Coi mồi qua mặt mực mập luôn mới tức chứ. Thằng sụ bốn mắt tướng quân của ông chủ trổ mã thanh niên rồi. Phải công nhận nó đẹp thấy ớn. Nó lớn tướng dữ lắm, bự gấp rưỡi anh mực mập. Nhưng nó không có mập lù mềm mục như ảnh mà săn chắc lắm. Ngày nó đi mấy chục lần ra cổng, ra tới móng đường đứng đứng một hồi rồi về, chớ có dám đi xa thêm chút nào. Bị nhà kế bên nuôi cả bảy con chó, được cái đủ hết. Nó ngon mà bang bang qua bển rồi biết. Tụi kia không xé nó tan tác mới lạ. Ngẫm ra đám chó đực bên bển ghét nó không phải không có nguyên nhân. Bảy con mà hết bốn con cái rồi, con nào cũng mê nó kể chết. Hừng sáng là bọn chúng men men qua trước cổng, chờ ông chủ mở cửa là ào vô. Anh mực biết trong cái đám đó có con của ảnh chứ đâu. Nhưng thứ đồ bất hiếu, cả mẹ nó cũng vậy. Sanh con cho ảnh cả đống, rồi bây giờ mê trai đẹp khác đáng tuổi con mình. Cả mẹ cả con cùng mê thằng xù bốn mắt, coi ảnh như tàn hình. Bữa ảnh đón đường con gái mẹ chúng hỏi thì nó nói vậy. Chứ ông bây giờ á như phế vật rồi, có mận ăn gì đường nữa đâu mà kêu chung thủy với ông chứ. Già rồi, hết thời rồi, giờ tới thời của bọn trẻ thôi. Làm ơn á để tụi nó sống vui giùm tôi cái. Nghe mắt ghét, cho nên á khi bọn nó qua, vui thì ảnh làm thân ngó, buồn á là ảnh dí theo cắn cho chúng biết mặt. Ảnh tuy lưu vô hậu trường, nhưng không dễ để chúng khinh thường đâu nghen. Vài tháng sau, trời mẹ ơi, nghe người ta lợi chơi với ông bà chủ, nói là chó cái cả xóm đẻ ra, bầy nào cũng có vài con giống y chang sụ tướng quân. Phải công nhận, cái gen của nó mạnh quá mạng, mạnh hơn cả mực mập hồi còn đương thời mới ghê chứ. Mấy tay chủ chó tình nguyện cho ổng bắt một con về kỷ niệm, nhưng bà chủ giãy đông đỏng, nói thôi. Sợ đem về giống cái nết thằng cha nó, không ăn cơm toàn ăn đồ ăn thì nuôi gì nổi. Lại nữa, thay đàn bà con gái con nít là chồm hôn lên, có ngại rách đồ người ta đền sang dịch. Rồi thì mực mập cũng có một chuyện khiến ảnh không quan tâm tới sụ bốn mắt nữa. Số là hồi ảnh còn đương thời gian sung, thời mà chưa bị ông chủ cột dây thun vô hai hòn giấy, nhà phía dưới có một con chó vàng. Con chó này hiền queo, không đi kiếm trai. Mà cũng phải, sát bên có trai đẹp, dũng mãnh như vậy á, trai nào sánh bằng nữa mà kiếm. Cho nên nó là con ghệ độc quyền của mực, đi năm sông bảy núi, khi trở về là con vàng chờ đợi sẵn. Vậy rồi nó mang thai, tới ngày khai hỏa nở nhụy, nó quất một hơi ra bảy đứa con. Trong bảy đứa con, chỉ có ba con lông vàng giống mẹ, còn bốn con đen thùi lùi y như cha nó. Dồn là biên cả đời con vẹn chỉ chung đụng với mình ảnh mà thôi. Cho nên anh mực đi đâu đi, ở với mấy con thì mấy, nhưng ảnh luôn coi vẹn là vợ nguyên phối của mình. Mà thấy ghét lắm, thằng chủ nuôi con vẹn nó mê thịt chó. Khi chó con biết ăn thì nó mừng con vẹn đãi khách nhậu chơi. Ngày mực nghe tiếng con vẹn kêu thất thanh, ảnh chạy qua coi thì thấy nó bị cắt cổ, cạo lông trắng héo, nằm phơi bụng rồi. Mực thấy đau trong tim ghê gớm lắm, nỗi đau kinh khủng còn dữ hơn sau này bị thiến nhiều. Từ đó, ảnh ghét thằng chủ của vàng, ngày nào thằng chả đi ngang, ảnh cũng gầm gừ, thèm cắn một phát vô chân chả thấy ghê,
nhưng sợ bà chủ phải chích ngừa cho con trả, tốn tiền thêm. Mẹ chết rồi, còn lại 7 đứa con. Cha nội đó cho người ta 2 con, chờ lớn xíu, thịt lần lượt 4 con nữa, chỉ chừa một con màu lông vàng hợt sáng trưng, coi rất đẹp. Cũng không phải tốt lành gì, chẳng qua là bà vợ hắn thích con chó đó, nên mới chừa lại, chứ không thôi á cũng vô họng con trả rồi. Mực biên con vàng hợt này là con của mình chứ không đâu, cho nên trong lòng nó dậy lên một thứ tình cảm gì lạ lắm. Hay là tình cha con đây ta? Ảnh nhìn con vàng hợt y như ông chủ nhìn 3 đứa con gái của ổng vậy. Ừ, quên nói nữa, vàng hợt là con gái đẹp nhất nhì cái xóm chó này luôn. Mực nhớ thời mẹ của vàng hợt mới lớn, nó cũng chỉ biết con mình anh Mực. Ngày chí tối chỉ dám canh anh Mực coi có nhà hôn, chứ khi anh Mực đi lội gái thì buồn hiu nằm ở nhà chờ, không dám giận hờn trách móc nửa câu. Bởi vậy Mực thương lắm, đi đâu đi, chứ về tới là sát re bên cạnh mẹ vàng hợt. Cái hồi còn trẻ dại thì Mực cũng như những chú chó khác, vô tâm vô tư, đến tuổi dậy thì cũng đi lội gái rần ì suốt ngày đêm, và dẫn về tụm năm tụm bảy ngoài dòng, giỡn hớt, oằn oại đủ kiểu, khiến đám rau cải nhà ông chủ tơi bời theo những cuộc mây mưa. Ông bả chửi ngài không biết mấy giác. Sau này khi có vàng rồi, những lúc như vậy, vàng không ra chơi chung, nó núp trong nhà, nhìn rồi buồn. Sau này anh Mực biết càng thương nó hơn, từ đó mới coi vàng là chính thê của mình. Vì quậy quản quá trớn nên ông chủ giận, nhất là cái vụ ảnh lôi kéo đám đàn bà chó về nhà quần hư giường rau. Với lại ổng sợ Mực một đi không trở lại, vì hễ tới tháng 7, tháng tình yêu của chó, là y như rằng những tên trộm chó xuất hiện. Bởi vậy nên từ đó chàng thanh niên trai tráng khỏe mạnh như một đại tướng quân trở thành một công công buồn bã và mặc cảm. Công công không còn hăng hái tham gia vào những trận cuồng phong của đám chó một thời tôn vinh và sợ hãi ảnh, mà chỉ biên đứng từ xa nhìn xù bốn mắt thay thế vị trí của mình. Suốt ngày ảnh chỉ biết buồn, ăn rồi nằm, thân thể tròn ú ra. Thằng xù tướng quân mần gì thì mần, dê ai thì dê. Mực cấm tuyệt đối nó không được ve vãn vàng hợt. Nó muốn chung chả với hợt thì phải nhốt mình trong nhà, cấm không cho ra ngoài lai vãng với bất cứ con chó cái nào. Trời đất, điều này quả là làm khó xù tướng quân rồi. Mỹ nhân ở giáp dòng hai bên, tự nhiên cấm cung tướng quân, bộ nói chơi sao? Riêng Mực mập, vì để bảo vệ con gái mình nên hay lân la chơi với vàng hợt. Hợt giống con nít dễ dụ, nên chẳng mấy chốc cũng quấn quýt với Mực mập, và hàng xóm cứ tưởng như hai đứa nó là thanh mai trúc mã gì chứ. Chỉ có ông chủ nói với ảnh: "Tao ngán mày luôn Mực ơi, mày mừng ăn gì được mà giành gái với thằng xù. Tại nó nhịn, chứ thôi nó mà giành á thì đố mày giành lại. Ngẫm ra con vàng hợt này nó là con mày đó biết không?" Mực ghét ông chủ lắm. Ổng cũng biết hợt là con của Mực mà thị phi làm chi. Thì biết hợt là con mình á nên Mực mới lo như vậy, chứ nếu không canh chừng thì thằng xù nó hốt lâu rồi. Mực có phải là đàn ông nữa đâu, lo chi thằng xù bị giành gái. Mực cho phép nó thì nó mới được tiếp cận với hợt, không thì Mực cắn nó bả xác ra, chứ ở đó mà giỡn mặt với ảnh à. Đến lúc vàng hợt trổ mã đẹp ngời ngời, trai chó cả làng tới lui nườm nượp, thì xù bốn mắt mới bắt đầu để ý. Nhưng hổ chết để da, người ta chết để tiếng. Mực mập một thời oanh liệt, tuy giờ là công công, nhưng đố cha thằng nào dám sức sực với ảnh. Ngay cả đại tướng quân xù bốn mắt còn ngán ảnh, thì hỏi quân nào dám nhào vô. Cho nên bọn chó đực chỉ dám đứng ngoài cổng chảy nước miếng ngó hợt, chứ dám sáp lại mới lạ. Hợt thì nhất nhất đi theo Mực, hai đứa quấn quýt bên nhau, dù không xứng đào xứng kép. Ai cũng nói thằng công công mà còn mê gái, tưởng tụi nó bồ bịch, nhưng chỉ có trong cuộc mới biết hai đứa có quan hệ gì. Vậy đó, đến mùa tình yêu, chúng cũng quấn quýt bên nhau. Ông bà chủ cũng không hiểu nổi. Ông nói với bà: "Hay hồi đó mình khiến mà còn sốt ta." Đâu có ai hiểu nổi, cả xóm đều xì xầm. Rồi vàng hực có bầu mới ghê nè. Một điều ông bà chủ biết chắc chắn, cái thai trong bụng hực
không phải là của mực mập. Nhưng nói là của sù bốn mắt cũng không được, vì có thấy nó lại gần nhau đâu. Ngộ nhiên, mực chăm sóc hực cẩn thận lắm à. Vợ chồng chủ nhà hực thường đi vắng, có khi đóng cửa 2-3 ngày để dàn hực ở ngoài. Hực đói, vậy là mực chia sẻ cẩu phần của mình, ngày nào cũng vậy. Bà chủ biết nhưng giờ cho qua. Rồi hực hạ sinh 3 con dàn hực y như mẹ. 3 con đen thùi, nhưng chân cổ đều có viền trắng, đều có 4 mắt. Úi trời trời, chạy đâu cho khỏi, nó là con của sù tướng quân. Ông bà chủ của mực và ông bà chủ của dàn hực cười té, ghẹo ảnh. Mày quả đồ tu hú rồi mực ơi. Quả tu hú gì ai mà biết, chị thấy ảnh vui lắm, ai cũng nhận ra, không lẽ ảnh không nhận ra sao? Mực mập không vô tận giường cử của hực, nhưng hực thường tới lui thăm mực và ăn chực cẩu phần của cha mình. Mực mập nhường suốt, phần ảnh, ảnh chấp nhận ăn cơm không mà sù bốn mắt chừa lại. Ngẫm ra, dù không ăn cơm của sù bây giờ cũng có lợi cho cha con ảnh. Ông chủ thường ôm ảnh, vỗ đầu nói dày. Ổn công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò ỉa, cò dò cò đi. Mực không phản ứng gì, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt. Ông không có hiểu đâu, chỉ có trong cuộc mới hiểu thôi. Nhưng ngó cô cậu sù bốn mắt mới tức cười. Nó sợ công công một phép, cả ngày không dám sáp lại gần, mặc dù đâu có thấy mực mập hầm hứ gì với nó. Khi ông nằm võng, sù nhào lên mình nằm dắt ngang. Ông dò đầu nó, nói: Mày gan dữ trời nghe sù, ghệ của anh mày mà mày dám quất, đẻ ra cả nùi giống y chang. Chối gì được mà chối. Mần chi vậy rồi giờ sợ nó như sợ cọp vậy. Đừng bà con gái xóm này thiếu gì, con nào mày dê không được. Ghệ của anh mà tòm tem, nó quánh mày thì ráng chịu, tao không có binh đâu à. Sù lắm lét ngó mực, nhưng ảnh không có biểu cảm gì. Như đối với ảnh, chuyện này không liên quan gì tới sù cả. Khi những đứa con của hực đủ lớn, chủ nhà đem cho hay bán sạch bách không chừa một con nào. Hực buồn, chỉ biết tâm sự nỉ non với mập. Mập thương cảm lắng nghe, ảnh đắc cẩu tâm mà. Lại là tâm của chó yêu nữa chứ. Không ai thấy nó chơi với sù, vậy mà bị sù tém hồi nào vậy không hiểu. Nhưng mà oan thì nhất định sù không bị oan rồi. Ba con chó y chang đó mà oan ngã nào. Rồi thời gian trôi qua, vết thương trong tim hực cũng đã lành. Hực sạch bách buồn, đại tu thân thể lại. Hàng xóm thấy cặp tình nhân chênh lệch, sớm chiều lại cùng nhau chạy bộ cả mấy chục vòng từ nhà ra lộ, quấn quýt tình tứ trơ trơ trước mặt bàn dân thiên hạ. Mấy chú chó cô chó đều trố mắt ra dồn như một hiện tượng lạ. Hỡi ơi, chú công công có mừng ăn gì được đâu mà con hực nó mê sống mê chết dễ cà. Khi mà bên cạnh nó còn có một đại tướng quân sù bốn mắt uy nghi hùng dũng. Rồi một tình yêu tới nữa. Những tưởng bận này hực giác ngộ vì cảm động cái tình chung thủy của mực nên thay chúng nó có đôi có cặp với nhau. Ông bà chủ không bận biểu dòm ngó nữa. Mà dễ đâu trời ạ, à, con hực lại có bầu nữa. Bà chủ coi mồi hết ưa nổi con hực. Nhưng thay mực mập hí hửng như ham vợ bầu nên không nỡ đánh mắng đổ xô mà âm thầm quan sát coi sao. Nhưng lần này bà nhìn hực bằng đôi mắt có hình viên đạn, sẵn sàng bắn vô mình nó bất cứ lúc nào. Biết sao vợ, tại công công nhà bà nó ngu. Lần này rút kinh nghiệm, để bảo vệ mẹ con hực, mực mập dọn hẳn một chỗ trong góc chuồng gà cho hực ở cử. Ông bà chủ hổng hay, cho đến một hôm, nghe chó con la léo nhéo mới phát hiện một bầy. Bà tức sôi máu kêu ông ra coi. Bữa đó con mực mập và sù bốn mắt đi theo. Cả hai dòng con hực đang cho con bú. Ông chủ coi bộ khoái, xăm soi rồi nói như cằn nhằn mà cái mặt hí hửng. Cũng như lần trước à, đẻ cho cố vô, quất một tăng 6 đứa, 3 được 3 cái. Bận này 6 con y rang nhau, con của sù tướng quân chứ ai vô đây. Sù thấy vậy khoái quá, nhào tới định coi con, thì bị mực gừ một tiếng dạt ra 16m50 liền. Mực này á bộ không biết phân biệt hay sao vậy ta. Ảnh ham một cái luôn kìa. Mừng quýnh
vì được tự do chăm sóc con gái và cháu ngoại. Mặc ai dị nghị thị phi cũng thay kệ. Vậy là con hực có hai chỗ ăn, mà nó lấu ăn như chó. Chăng nó sợ ốm nhách, sau này không có cơ hội sanh lần 3, 4, 5, 6, 7 gì nữa chứ gì. Bà chủ ghét, lầm bầm chửi suốt. Ông nói, thôi kệ cha nó đi, để cho mực mập vui được mấy ngày thì vui. Và rồi tới lúc cháu con biết ăn, chủ cũ hực lên bắt con về, cho hay bán gì hết ráo. Chừng thấy hai đứa nó ngơ ngẩn vì nhớ đám nhóc, thì bà chủ động lòng trắc ẩn, thu lại mấy viên đạn trong mắt và không xỉ vả chúng nữa. Xin phép được ngắt ngang quý cô chú anh chị trong quá trình trải nghiệm nghe truyện ạ. Theo như cô Lê Nguyệt vừa mới chia sẻ, thì cô sẽ làm truyện này thành một dạng series truyện luôn. Series truyện là sao ạ? Có nghĩa là cô sẽ phát rất là nhiều các cái tập truyện ngắn khác nhau. Truyện ngắn này sẽ có cái nội dung độc lập với lại cái truyện ngắn kế tiếp. Tuy nhiên là cùng đều nói về các con chó. Và cứ mỗi hàng tuần thì cô sẽ phát cái series truyện này gửi đến quý cô chú anh chị ạ. Và thôi bây giờ xin mời cô chú anh chị nghe truyện tiếp nha. Cô rất xin lỗi khi cắt ngang như vậy. Rất mong quý cô chú anh chị thông cảm. Vì bận biểu con gái nhỏ của mình nên ảnh ít để ý đến thằng Xù, mà tại nó làm quá trớn nên buộc lòng ảnh phải biết. Nó nịnh bà cố luôn. Mẹn ơi, riết rồi nó ăn luôn phần thịt cá trong tô của ảnh, chừa lại hai tô cơm không, hỏi có xôi đờm với nó không. Tối ngày lẻo đẻo theo ông chủ, khi nào ổng bả ra dòng thì mới chịu ở nhà, bị nó có dám ra ngoài đó đâu. Một bầy chó trai ở ngoài mà con nào cũng ghét nó, thấy mặt nó là rắp nhau rượt, nó có dám đứng lại chống cự mới lạ. Vậy mà bày đặt so bì với mực mập. Lúc mực đương thời, đố cha thằng chó nào dám ngông nghênh trước mặt ảnh. Ảnh chỉ gần một cái là tụi nó chạy cong đuôi. Còn cái thằng Xù dám ra giọng mới lạ. Bởi vậy cho nên ông chủ cưng không có biến nó thành quản quan chứ gì. Mực lớn hơn nó tới 2 tuổi nên không thèm so bì với nó, mà nó chảnh chọe thấy ghét. Ổng bả đi đâu một chút nó làm như nhớ lắm vậy á. Thấy mặt là đu lên hửi hửi tùm lum. Thân nó bự như con trâu sình mà chụp lên người bà chủ, hai chân nó ôm lấy bả có khi muốn té nhào. Mà cũng ngộ lắm, nó sợ cái hột quẹt. Đang tí tởn mà ổng bả móc cái hột quẹt ra là dè cả sải tay. Bởi vậy á, trong túi bà chủ hồi nào cũng có cái hột quẹt ra, móc ra nhứ nhứ là nó bỏ đi liền. Thay cũng tức cười. Trời ơi, chó gì mà sợ hột quẹt à? Mực cũng không cao thượng gì mà để con gái hực sanh con cho nó. Có điều ảnh biết, con này phơi phới tuổi xuân, thằng Xù bốn mắt đẹp trai, để nó gầy giống cũng được, chứ không thôi á thì đám chó nhà bên cũng tòm tem. Được một lần, nó tới hoài mắc công dữ, mực không có khống chế con hực được, cho nên thà gà già cho chắc ăn. Từ từ rồi hai đứa cũng bớt buồn và nhớ con, bắt đầu vui vẻ trở lại. Ngày không biết mấy buổi tập thể dục chạy bộ ì đùng từ nhà ra ngõ, mệt thì lăn quay ra đám rau cải tiếp tục trưởng mỡ. Hai đứa chọc cái miệng bà chủ chửi hổng cho kéo da non. Lúc này con Xù như sống trên thiên đàng, đồ ăn quá trời nó quất sạch bát, chừa cơm trộn nước cá thịt cho vợ chồng công công ăn chơi dạy hà. Rồi tháng 7 mùa tình yêu tới nữa. Bận này, bà chủ canh con hực dữ lắm. Nghe bà hâm, nếu hực mang bụng bầu là bà cấm cửa nó liền. Nhất định khi con mực mập ăn là bà phải canh, còn dư cơm là cho gà ăn ráo, không nuôi con hực nữa. Trai chó trong xóm nườm nượp kéo tới. Bận này như có chó lạ ở đâu lại. Chúng hú hí rủ rê con hực. Xù tướng quân mặc kệ, còn công công thì tức khí gầm lên. Tiếng gầm sang sảng như tiếng cười thê thảm của ban chủ cái bang Kiều Phong trong đại hội quần hùng ở Tụ Hiền Trang. Bọn chó khiếp vía chạy có cờ. Trước đó thì giỡn mạt vì chỉ xem mực mập là thằng bất lực. Ngán là ngán tướng quân, chứ ai mà ngán công công. Hực coi mồi tiếc, cứ nhìn ra lộ
và cặp chân hóng hóng muốn chạy theo. Mực chặn đầu lại, hai đứa gầm gừ gây gỗ một hồi, lát sau thấy mỗi đứa nằm một góc dừa. Tụi nó đang mít lòng. Và rồi nguyên buổi chiều hôm đó, Mực Mập không thấy bóng dáng con Hực đâu. Ảnh cứ đi tới đi lui, nhấp nha nhấp nhổm ngồi nhìn ra móng đường chờ đợi. Tới tối vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi của Hực về. Ảnh chạy lên chạy xuống nhà Hực hứ hứ như báo cho chủ của Hực biết. Nhưng ổng bả cứ giờ ảnh. Tắt hy vọng về cặp vợ chồng này, ảnh quán quýu vô cắn áo ông chủ lôi đi. Ông chủ tin ý, biết nó kiếm con Hực nên qua nhà của nó hỏi chủ. Chủ cũng không biết gì, không biết Hực đi đâu. Ngày hôm sau nữa, Hực cũng chưa về. Mập quýnh quán lên, ảnh cầu cứu ông chủ. Thay tội nghiệp, ông mới dắt ảnh qua nhà Hực hỏi chủ của nó. Ờ, con Mực hai ngày nay không về hả chú? Ông ta trả lời tỉnh bơ. Chắc bị chúng ăn rồi, biết vậy mình ăn trước, chứ để chúng ăn uổng à. Rồi ông ta vô tư bỏ qua. Mực giận run lên, muốn đớp cho hắn một phát rách thịt mới vừa bụng. Nuôi chó mà không có trách nhiệm chi ráo, cứ coi chó như gà dệt, nuôi đặng để dành ăn nhậu thôi. Trời ơi, sao mà ảnh ghét cái loại chủ như vậy dữ không biết à. Ai cũng bỏ qua vụ con Hực mất tích, nhưng Mực không bỏ qua được. Hôm sau, ông bà chủ không thấy Mực đâu, nó vắng bóng theo con Hực luôn rồi. Tới trưa không thấy Mực về ăn cơm, ông chủ quýnh đuốc đi tìm ảnh giáp xóm. Gặp ai cũng hỏi thấy nó lần cuối ở đâu. Cả xóm biết ổng thương chó như con, nên nhìn ông quýnh đuốc mà ngại. Ta nói, ổng chửi quân trộm chó thiếu điều bưng mà đổ, buồn bã trong đứng trong ngồi. Mực Mập đi biệt hai ngày một đêm, vậy là Hực đã đi 4 ngày 3 đêm, coi như xong đời Mập Hực rồi. Ông chủ đọc thần chú miết. Ai mà ăn thịt con Mực Mập của tôi á, coi như đốt mấy cảnh chùa. Muốn ăn á thì nuôi mà ăn. Chó người ta nuôi cưng cu cu, mà nỡ lòng nào bắt về ăn nhậu như vậy à. Tôi mà biết kẻ nào là thủ phạm là lớn chuyện với tôi liền. Rồi bỗng nhiên, không chờ không đợi, hừng sáng hôm đó, mặt trời chưa nhú lên, thì hai đứa nó dẫn nhau về. Trời đất cơi, thân tàn ma dại, mình mấy Mực bị trầy xước, còn Dàn Hực thì bầm dập, như trải qua mấy chục trận bão tình. Khỏi nói cũng biết, ông chủ của Mực mừng ra sao. Bận này thằng tướng quân cũng mừng công công nữa. Hai đứa nó quấn lấy nhau một cái, rồi Mực buông xù ra, phóng lên ôm lấy bà chủ, miệng gừ gừ không ngớt, như muốn kể cho hai người nghe chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay. Khỏi nói cũng biết ông chủ mừng ra sao, ổng ôm lấy nó vuốt ve. Mày đi đâu mấy ngày nay á, làm tao lo muốn chết, biết không? Dàn Hực lớ ngớ một hồi, rồi chạy như bay về nhà. Chắc nó nghĩ chủ của nó cũng ôm ấp nó như Mực Mập vậy. Còn bà chủ thì đứng như trời trồng, chắc bà cảm động lắm đây. Rồi ông chủ tắm gội cho Mực bằng xà bông thơm đàng hoàng ngang, xong chải lông, o bế ảnh như o bế vận động viên sắp ra sân. Vừa nựng nịu vừa cằn nhằn, Mực Mập cảm kích liếm liếm cằm ông. Ảnh liếc qua sổ bốn mắt mà nghênh nghênh như nói. Rau! Thấy chưa mày? Bộ mày tưởng mày ngon hơn tao hả? Dù sao thì tao cũng là anh mày. Tao tới trước mày chứ bộ. Rau! Rau! Tướng quân ngồi chồm hổm kế bên cục đuôi không nói gì. Mập ở nhà nhõng nhẽo một hồi, rồi cũng không quên. Ảnh phóng dư bay xuống nhà Hực. Rồi bỗng mới sáng ban mai, cả xóm nghe tiếng chó sủa kinh hoàng của ảnh. Sau đó là từng hồi tru lanh lảnh rợn người chưa từng xảy ra với Mực Mập. Tiếng tru khiến ai nghe thấy cũng sởn gai óc. Ông chủ lật đật chạy xuống, thì trời ơi, con Dàn Hực đã bị làm thịt, cạo lông phơi mình trắng héo để nằm phơi trên nền xi măng. Cái miệng xinh đẹp của nó ngoác ra để lộ bộ răng trông thật khiếp đảm. Bốn người đàn ông đang mổ bụng Hực và chủ nhà cầm cây đuổi đánh Mực. Mực Mập vẫn đứng đó vừa sủa vừa tru như đang nhận lấy nỗi đau kinh hoàng. Thấy mặt chủ của Hực, một người lên tiếng. Chó tru quá không nên nuôi đâu, sẵn đây mần thịt luôn đi. Hai viên đạn nằm sâu trong mắt ông chủ bỗng bắn ra cái vèo, xuyên thẳng vào cái miệng vừa phát ngôn. Không có nói với tôi cái giọng đó à.
rồi ông năn nỉ Mật về. Về nhà, Mật sổ miết, nhưng không trôn nữa. Sao mà không hiểu được nỗi lòng của Mật chứ? Nó đã liều mạng đi giải cứu con gái về, dắt được tới nhà rồi, tưởng đâu Hực sẽ có ngày tháng bình yên sau trận bị bắt cóc hải hồn đó. Tưởng đâu Hực cũng sẽ được chào đón như nó, mà nó hoàn toàn không ngờ. Chủ của Hực chỉ nuôi chó để dành ăn nhậu, chứ không có tình thương. Đã ăn con vợ vàng của ảnh rồi mà ảnh quên hay sao? Bây giờ lại ăn tới đứa mà ảnh đã mặc định là con gái mình. Lo cho nó cái ăn, chọn chồng cho nó và lo cả chỗ sanh đẻ cho nó nữa. Nó bị người ta bắt cóc, ảnh liều thân đi cứu về. Chưa kịp mừng vui thì đám kia nỡ lòng nào làm thịt để ăn nhậu vậy chứ. Mực sống trong tình yêu thương của chủ, nên ảnh nghĩ chủ nào cũng như chủ của ảnh hay sao? Mối thù giết vợ giết con này, sao mà ảnh bỏ qua cho kẻ kia được chứ? Nhưng chưa đâu, chiều lại mới ghê. Sau khi ăn nhậu no say tới quát mấy cần câu, bọn họ về kéo ngang nhà Mật, la ó chỉ chỗ Mật mập, rồi cười rần rần. Con này á, nhậu ba ngày mà vẫn còn thịt đặng muối nữa à? Họ chưa kịp nhìn thấy đôi mắt của Mật thì bốn cái quần rách và một cái đùi chảy máu, ba đùi kia trầy xước vì bị quầu. Nói ra thì cũng mắc cười, khi công công nhào ra đớp một tên thì tướng quân hưởng ứng liền. Bận này tướng quân cắn trúng tay kia mặc quần thể dục nên da nhách, nó lôi tuột quần hắn ra. Khi cái quần trải xuống quá gối thì nó tột hắn một phát ngay đùi để cả dấu răng. Xong nó quay sang phụ với công công mận thêm một tên nữa. Bấy giờ công công say máu, hăng tiếc tém gọn hai tên kia. Ảnh không cắn mà dùng chân quào trầy xước cả đùi và cổ khi tên nọ khung xuống đánh ảnh. Ông bà chủ của tụi nó thất kinh hồn vía. Ông năn nỉ họ quá xá mạng, nhưng nhìn mặt là biết ổng hả hê lắm. Thỏa thuận là phải chở bọn họ đi chích ngừa và đền bốn cái quần. Chuyện trả thù của Mực Mập làm ông bà chủ tốn bạc triệu. Vậy mà chưa xong đâu, Mực Mập ghét ông chủ của Hực thúi con mát. Hễ thấy ổng là ảnh sủa, dí theo. Ngặt nổi muốn về nhà ổng là phải đi ngang Mực. Riết rồi ổng phải đi ngã khác, không dám giỡn mặt với ảnh. Cả xóm biết chuyện đồn rùm. Từ đó, Mực Mập lầm lũi không chơi với ai. Kệ xù bốn mắt mần gì thì mần, ảnh không quan tâm. Không có bóng dáng của con chó nào dám léo hánh gần ảnh trong vòng bán kính 100 mét. Ảnh chỉ luẩn quẩn với ông bà chủ thôi. Việc nó đi mấy ngày giải cứu con Hực chỉ có mình xù biết là vậy. Chờ đợi hai ngày không thấy tin tức gì của Hực, Mực chịu không nổi mới lê la ra lộ. Nghe đám chó kháo nhau là đường đi ra lộ lớn. Ở đó có một tay chuyên bắt mèo chó nhốt lại để bán cho tiệm thịt cầy. Mực nghe mà giận run, bèn lò dò ra đó. Nhà tay kia kính cổng cao tường, đâu dễ gì giải cứu Hực được. Vậy là ảnh đứng ngoài rình, vẫn im phăng phát. Ảnh bức xúc quá mới cất tiếng sủa khan, mà sủa lớn lắm nghe. Hy vọng Hực ở đâu nghe thấy mà đáp lại. Ảnh phải tin chắc là Hực có trong đó và còn sống mới được. Chưa nghĩ tới nó bị mần thịt cho đám nhậu hay đem ra tiệm thịt cầy xẻ từng miếng bán thì Mực đau lòng quá đổi luôn. Thiệt tình, Mực vừa sủa lên thì ảnh nghe gian giảng phía trong có tiếng Hực và vài tiếng chó lạ. Chắc mẻm Hực bị bắt rồi. Mực muốn chạy về kêu chủ của nó lại, nhưng ảnh thừa thông minh để hiểu chủ của Hực chẳng quan tâm gì đâu. Vậy là ảnh mang theo tiếng sủa đó lại gần. Cách hàng rào lưới B40, ảnh nhìn thấy con Hực và hai con chó khác bị nhốt trong cái chuồng heo. Con nào cũng bị xích cổ. Mực ta đứng suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định móc một cái hang dưới hàng rào dây kẽm. Khi hang vừa dặn cho ảnh chui vô thì là nửa đêm. Ảnh lặng thinh, nhích từng bước lại gần chuồng heo. May quá, tên nọ cột chó bằng dây gân chứ không phải khóa sát. Có điều, con nào cũng bị khóa mõm lại nên không cắn được dây mà chạy thoát. Ủa, bị khóa miệng vậy á, sao Hực sủa cho Mực nghe được hen ta? Không chần chờ gì nữa, Mực cắn mấy dây khóa miệng kéo xuống, rồi bằng ngôn ngữ chó, chúng nói với nhau. Chúng cắn nát dây gân tự giải thoát mình. Khi thông thả rồi, trong bóng đêm dày đặc, mắt bốn con chó sáng quắc.
chúng lần lượt chui ra khỏi hang, không cần lắp đất lại mà co giò phóng chạy. Mực cứ tưởng đâu sau lần này về, chủ của Hợt cũng vui mừng tưng tiêu Hợt, như chủ mình mừng rỡ đón nhận mình. Vậy mà nỡ lòng nào, hắn ta rủ bạn lại mần thịt đành đoạn như vậy. Mối thù này, trước sau Mực cũng phải trả. Bây giờ tạm thời nhịn hắn đi. Mực buồn ảo não, không ai biết niềm vui của ảnh chỉ còn là đứa con gái duy nhất. Ảnh đã hy sinh danh tiếng của mình để chơi với con, để bảo vệ nó, và ảnh thành công giải cứu con thoát khỏi cảnh bán cho người ta ăn, thì cuối cùng lại bị chính người mà Hực tin tưởng nhất giết chết để ăn thịt. Sao Mực lại không nhớ ra chuyện mẹ của Giàng Hực cũng bị hắn ta ăn rồi chứ? Hắn nuôi chó để ăn, chứ có phải để cưng đâu, mà Mực tin tưởng cho Hực quay về. Phải công nhận mà nói rằng, vợ không quan trọng bằng con. Hồi Giàng bị ăn, Mực cũng buồn lắm, nhưng Mực không đau. Còn bây giờ, Hực bị ăn, Mực đau như ai xé ruột xé gan của ảnh vậy. Mới hay tình phụ tử sâu nặng giường nào. Mực đã thề trong bụng rồi, từ nay hắn ta đừng mong tới đây mà uống trà với ông chủ cho mát công. Gặp ở đâu, Mực sẽ hù hắn ở đó. Vì ảnh quọng như vậy nên Xù Bốn Mắt sợ ảnh một phép, tới giờ cơm cũng không dám đến gần để ăn, sợ mình chừa cơm lại sẽ bị ảnh cắn. Xù phải chờ ảnh ăn xong mới dám lại mà ăn phần của mình. Cho dù ráng cách mấy, Xù cũng không ăn cơm được, nhưng anh Mực không đếm xỉa tới nó, ảnh lo buồn chuyện của ảnh thôi. Được hơn tháng thì mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Là do Xù thấy vậy, chứ Mực thì cũng như trước nay. Ảnh thích nằm dưới đít ghế salon nhìn ra ngoài, chủ nhà đi vắng thì ảnh canh cửa. Thằng Xù muốn đi kiếm gái cũng kệ nó, ảnh không thèm ý kiến ý cò chi cho mệt thay. Hàng xóm nghe chuyện ảnh táp mấy người nhậu con Hợt thì đã điếu lắm. Người nào có nuôi chó cũng vừa cái bụng, xóm có ba nhà thấy ghét, hễ thay chó mèo người ta nuôi là ước lượng được nhiêu ký, nhậu bao nhiêu người và có còn thịt để muối dành chuyến sau hay không. Mà hai nhà này họ tự nuôi tự ăn, có cái nhà trên kia kìa, đạt bẫy bắt mèo chó ai đi ngang, sơ sẩy là bắt vô rộng, nhiều quá thì bán bớt. Những nhà mất chó đều hăm mẻ răng, nhưng tiếc là chưa ai bắt quả tang được lần nào. Vì anh Mực mập tu, nên Xù Bốn Mắt tung hoành dữ dội, nhưng do nó hèn, không dám đi ngang cái nhà nhiều chó kia, nên cứ hóng hóng ở móng đường. Vậy mà đàn bà con gái tới nhóc luôn, kiếm nó ngày một. Trong bầy chó cái, có con chó trắng bóp, nhưng tại ở dơ nên lông lem luốc. Chủ chưa hề tắm gội cho nó đàng hoàng, nên trở thành màu ngà. Nó mê thằng Xù hết nói nổi. Hừng sáng ông chủ mở cửa cổng là thấy nó nằm chình ình ngay đó rồi. Tối phải đuổi nó thì nó mới chịu dìa. Nó ở suốt ngay bên đây, tới giờ cơm cũng không dìa. Nhưng có điều, bà chủ của Xù cho Xù ăn trong nhà, nên nó không dám vô. Tối lại phải xách cây dí nó. Mê trai á, sao mà mê quá trời quá đất. Mực mập thấy vừa ghét vừa nhớ tới con Vàng. Nó kêu Xù. Râu, mày công bố nó là vợ chính thức đi Xù. Râu, râu, râu. Xù quay ngang cười đẻo. Râu, công bố với ai? Nội cái kiểu của nó thì có con nào dám sắp vô tôi nữa. Bực mình muốn chết mà không biết mần sao với nó. Coi mọi nó sợ anh. Hễ nó qua, anh giúp giùm tôi đuổi cổ nó về hén anh Mực. Râu, 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 râu. Mực nằm gối đầu trên hai chân trước dòm Xù, bỗng quay mặt ngang. Dẹp mày, đàn ông mà không giải quyết được chuyện tình cảm là đồ bỏ đi. Bản mặt mày mà dám cua con nào? Tại tụi nó tới nạp mạng cho mày nên mày đâu có chọn lựa được. Con nào tới thì tém con đó, sợ cái đám bên kia riết hèn à. Râu, râu, râu. Vậy chứ mình tôi á, sao mừng lợi cả bầy chó cha nội. Tao hỏi mày á, bên đó có con nào bự bằng mày chưa? Cũng không con nào lớn họng bằng mày hết. Mày đẹp trai uy dũng như vậy á, mà tối ngày cứ đeo theo chơi với phụ nữ con nít, thấy mặt á là tươm tướp, nhìn mắt ghét. Sao mày không dám hiên ngang ra kêu mấy con chó cái về đây?
Thằng nào ỏ ẻ dám qua bên này kiếm chuyện á, tao kêu nó bằng ông cố nội. Tao với mày á, dù sao cũng ở chung nhà. Tụi nó ăn hiếp mày, tao nhịn được ha, mà mày sợ. Mày coi á, tao mà ra mặt là đám đó xếp ve, chứ có dám sắp lợi đâu. Hồng chết để da là vậy đó nghe mày. Bây giờ á, tao chán cái sự đời, nên không muốn hơn thua. Mày đang thời trai trẻ sung sức, đứa nào chọc ghẹo á, coi thường mày. Mày tém nó cho tao để thị uy. Chứ mày xìu xìu ảnh ương á, thì bọn nó leo lên đầu nhảy ỉa à. Có đâu á mà hèn như chó vậy. Thì mình vốn là chó mà anh. Thôi, dẹp cái nước ngu của mày lợi đi. Nói vậy á cũng không hiểu mà xưng là đại tướng quân. Tướng quân gì á mà thấy kẻ thù là co đầu rút cổ, hèn hết nói nổi à. Trời, anh ở nhà hoài nên không biết bên đó tụi nó đông ra sao đâu. Không phải chỉ có một nhà, mà nhà nào cũng cả bầy. Tôi mà lớn quá, tụi nó xé xác ra tan nát hết. Chừng đó anh binh được ha. Mực mọc liếc xù bốn mắt một cái bén như dao cạo, rồi đứng dậy bỏ đi. Nói chuyện với mày mệt quá. Thân như con trâu sình á, mà sợ tùm lum mà. Thay kệ mày. Nhưng mà tao á, cũng cho mày biết thêm. Hồi tao đương thời, không có thằng chó nào dám nghênh ngang trước mặt tao hết. Chỉ cần nghe tao gừ râu một tiếng á, là đám đó chạy cong đuôi. Còn mày á, mẹ bà, cơm cũng không ăn nên lấy sức đâu á mà chọi với nó. Tại ông chủ cưng mày, chứ cái nết của mày á, tao thèm quánh dữ lắm rồi. Xù quê, mặc dù ủ trò ỏ, mực liếc qua thấy tội nghiệp nên nói. Nhưng mà được cái á, mày cũng nghĩa khí. Hôm bữa phụ tao tém mấy thằng ăn thịt con hợt, nên tao cảm kích mày phần nào. Vì vậy mày có cần gì thì nói, giúp được á, tao giúp cho. Xù ngoác cái mỏ lên như cười với mực. Anh tối ngày á, nằm một chỗ không ra tới móng đường mà giúp gì được ai chứ. Con trắng của tôi nó có bầu, anh cũng có biết đâu. Tao biết tới cha tao hay chi. Nó có bầu á, thì con nó cũng đâu phải con tao á, mà lo chi cho mệt ốc. Mà nhà bển cho được nhóc cũng chưa chắc là con của mày, đừng có ham. Ôi kệ cha nó, con ai con, mình cũng đâu có bắt về nuôi mà lo. Ông bà chủ có hai đứa mình là đủ mệt rồi. Mực bước mấy bước bèn quay lại nằm xuống. Sao mày không ăn cơm, nói tao nghe coi. Xù dòm dòm mực rồi e dè đứng dậy. Em ăn không quen. Không quen cái đầu máu mày. Chó mà không ăn cơm, mày khôn cha ông nội người ta. Ăn tàn đồ ăn á, chừa cơm lại cho tao ăn chết mẹ. Chiều nay á, mày tập ăn cơm cho tao à. Không thôi á, tao cắn mày sưng mỏ cho biết mặt. Tội nghiệp em mà anh. Mày đi hỏi giáp cái xóm này coi, có con chó nào không ăn cơm không. Mày đặt không ăn cơm qua đêm. Ngó mày á, tao ghét tới độ không muốn dòm mặt. Mày ăn cơm á, cho có sức mạnh đi, rồi tao bày cho cách làm trùm cái xóm này. Con nào thấy mày cũng rét hết. Chừng đó tụi nó tự động dâng đàn bà cho mày thôi. Chứ bản mặt không nhà dễ chở của mày á, cả đời á chỉ dám ló thụt, chứ mận được cái giống ôm gì. Tao nói rồi đó, chịu á tao canh coi mày có ăn cơm không. Không á là tao cắn vô cái mỏ của mày á, cho sưng lên khỏi ăn giống ôm gì luôn. Mẹ bà, chó mà ăn bánh ngọt như quỷ. Tội cho bà chủ á, tưởng mày bị tiểu đường. Mày qua mặt ai, chứ đừng mong qua mặt tao cho mắt công. Xù gác mỏ lên chân trước, buồn nẫu ruột. Không nghe lời đàn anh thì coi bộ khó ở trong nhà, mà nghe lời thì phải ăn cơm. Trời quơ, nghe tới cơm là nó mắc nhợn. Nó bự dày mà trước nay cha sanh mẹ đẻ tới giờ có miếng cơm nào trong bụng cũng sống phay phay đó, không thấy ha. Xù có nghe lời mật mà ăn cơm không? Có được mật dạy cho chiêu để làm trưởng đám chó hàng xóm không? Mời các bạn đón xem phần 2 sẽ phát vào hàng tuần. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa.
Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.